Tiểu sử Ngô Đình Diệm phần 2, đường đến quyền lực. Nối tiếp tập trước, sau khi Ngô Đình Diệm được Nhật Minh phóng thích, ông ta đã lập tức lao mình vào những hoạt động cách mạng phi cộng sản. Suốt mùa thu năm 1947, Ngô Đình Diệm và Nguyễn Tôn Hoàn, người sau này là Phó Thủ tướng Việt Nam Cộng Hòa, đã ra sức thuyết phục những người chống cộng tham gia một liên hiệp mới với tên gọi Việt Nam Quốc gia Liên hiệp. Mục đích của liên hiệp là vận động cho một phong trào chính trị mới đối lập với phe nhóm cộng sản và được Bảo Đại đứng sau hỗ trợ về mặt danh tiếng. Tuy nhiên, hoạt động chính trị chủ yếu của Diệm trong giai đoạn này không phải là chống cộng sản mà là chống Pháp. Bởi do phong trào kháng chiến chống thực dân Pháp đang lên cao cùng chủ nghĩa dân tộc bùng nổ mạnh mẽ trên khắp Việt Nam, Diệm hiểu rằng sẽ chẳng thể thu hút được sự ủng hộ của quần chúng nếu tổ chức của ông ta không thể thay thế Việt Minh đánh đuổi thực dân Pháp. Tháng 2 năm 1948, Ngô Đình Diệm và các lãnh đạo phe quốc gia gặp nhau tại Sài Gòn để thảo ra một kế hoạch đàm phán với Pháp về vấn đề độc lập của Việt Nam. Ông vận động các quan chức Pháp nhượng bộ thêm về phạm vi chủ quyền của Việt Nam. Cũng trong năm 1948, khi cựu Hoàng Bảo Đại sống lưu vong ở Hồng Kông đang điều đình với Pháp để ký hiệp định Pháp-Việt, Ngô Đình Diệm sang Hồng Kông thuyết phục Bảo Đại kiên định trong vấn đề độc lập dân tộc. Tuy nhiên, việc tin tưởng vào cựu Hoàng nhà Nguyễn đã một lần nữa làm Diệm thất vọng. Trước những cám dỗ từ người Pháp, Bảo Đại đã ký hiệp định Elysee với chính phủ Pháp ở Hạ Long cho Việt Nam một nền độc lập hạn chế. Ngô Đình Diệm tỏ ra thất vọng về quyết định này. Hiệp định Elysee là một văn kiện được ký kết ngày 8 tháng 3 năm 1949 giữa Bảo Đại và Tổng thống Pháp. Theo đó, công nhận chính phủ quốc gia Việt Nam là một thành viên độc lập nằm trong Liên hiệp Pháp và Bảo Đại là quốc trưởng của chính phủ này. Phản ứng trước việc này, chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tuyên bố bản hiệp định này là bất hợp pháp do chính phủ Pháp không có tư cách pháp lý đối với đất nước Việt Nam. Bảo Đại đã thoái vị nên cũng chỉ còn là một công dân bình thường, không có tư cách đại diện cho nước Việt Nam để ký. Hà Nội cáo buộc đây chỉ là một chiêu bài của thực dân Pháp nhằm hợp thức hóa việc xâm lược Việt Nam. Hơn ai hết, Ngô Đình Diệm cũng hiểu rõ ông sẽ chẳng thể có một danh phận nếu tham gia vào tổ chức của Bảo Đại. Do đó, ông từ chối lời mời làm Thủ tướng Quốc gia Việt Nam của Bảo Đại với lý do không tin người Pháp, càng không tin vào nền độc lập nửa vời mà Pháp vẽ ra, và quay về Huế sống với Ngô Đình Cẩn. Và có thời gian, Ngô Đình Diệm lên sống với vợ chồng Ngô Đình Nhu ở Đà Lạt. Ngày 16 tháng 6 năm 1949, khi trở lại chính trường, Ngô Đình Diệm cho đăng một tuyên bố hoàn toàn phủ nhận hiệp ước Elysee và đòi quyền tự trị lãnh thổ cho Việt Nam. Đồng thời, ông cũng thông báo không có ý định hợp tác với Việt Minh và kêu gọi một phong trào chống thực dân mới dưới sự lãnh đạo của những thành viên đã có những công hiến xứng đáng cho Tổ quốc. Ông cũng thông báo rằng nhóm mình đối lập với Việt Minh nhằm qua đó muốn lôi kéo một số người muốn bỏ Việt Minh để ủng hộ ông. Ngô Đình Diệm cũng tuyên bố tầm nhìn về một cuộc cách mạng xã hội ngang với những cương lĩnh chính trị từ các đối thủ của ông, rằng nên biết rằng cuộc đấu tranh hiện tại không phải chỉ là một cuộc chiến đấu cho độc lập Tổ quốc về phương diện chính trị mà thôi, mà còn là một cách mạng xã hội để đem lại độc lập cho nông dân và thợ thuyền Việt Nam, để cho tất cả mọi người trong nước Việt Nam mới có đủ phương tiện để sống xứng đáng với phẩm cách con người tự do thực sự. Tôi chủ trương những sự cải cách xã hội hết sức tân tiến và mạnh bạo, miễn là phẩm cách con người vẫn luôn luôn được tôn trọng và được tư duy nảy nở. Tuyên bố của ông ban đầu cũng được nhiều người đọc và được sự chú ý trên khắp Việt Nam, nhưng nó không thu hút được sự ủng hộ của quần chúng, cũng không gây tác hại gì cho những đảng phái khác. Nhưng với Việt Minh và cả Bảo Đại, những tuyên bố của Diệm nói lên rằng Ngô Đình Diệm là một kẻ tham vọng và khát khao quyền lực. Sau sự kiện chính trị trên, ông cùng anh mình là giám mục Ngô Đình Thục và người em Ngô Đình Nhu thành lập Đảng Xã hội Thiên Chúa Giáo. Ngô Đình Diệm muốn xây dựng một phong trào mới có thể áp đảo cả Pháp và Việt Minh. Ông chọn một vị trí trung lập bề ngoài trong cuộc xung đột, cố gắng xây dựng và duy trì quan hệ với cả hai phía. Ngô Đình Diệm hy vọng có thể có thêm thời gian để mở rộng nhóm ủng hộ mình và gây thiệt hại cho cả hai đối thủ. Việc lại có thêm một thế lực mới nổi lên đã khiến cho Việt Minh lo ngại. Năm 1950, họ ra sức cố gắng giết Ngô Đình Diệm trên đường ông đi thăm anh là giám mục Ngô Đình Thục tại Vĩnh Long, nhưng bất thành. Diệm sau đó theo anh là giám mục Ngô Đình Thục đi Vatican, rồi sau đó sang Nhật gặp Hoàng Thân Cường Đệ đang sống ở đây. Trong thời gian ở Nhật, ông gặp tướng Douglas MacArthur, chỉ huy quân Mỹ tại Nhật, để thuyết phục Mỹ ủng hộ nền độc lập của Việt Nam. Nhưng tướng Douglas MacArthur tiếp kiến ông
và giám mục Ngô Đình Thục rất lạnh nhạt, không có biểu hiện gì cho thấy tướng Douglas MacArthur sẽ ủng hộ Việt Nam. Ông Diệm quyết định sẽ phải sang tận Hoa Kỳ để thuyết phục Tổng thống Mỹ Eisenhower ủng hộ Việt Nam độc lập. Tháng 9 năm 1950, Ngô Đình Diệm đến Washington gặp các viên chức Bộ Ngoại giao Mỹ nhưng ông không gây được ấn tượng với họ. Sau khi gặp, một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ nhận xét Ngô Đình Diệm rằng Diệm quan tâm ngang bằng, nếu không nói là hơn, đến việc thực hiện các tham vọng cá nhân thay vì giải quyết những vấn đề phức tạp mà đất nước của ông đang đối mặt ngày hôm nay. Tháng 10 năm 1950, Ngô Đình Diệm sang Vatican gặp Giáo hoàng rồi đến Paris gặp các quan chức Việt và Pháp, đồng thời đề nghị Bảo Đại bổ nhiệm ông làm Thủ tướng Quốc gia Việt Nam với điều kiện ông có đủ thẩm quyền để chỉ đạo các cơ quan hành chính tại Việt Nam, nhưng Bảo Đại chỉ trả lời chung chung. Thời gian 2 năm kế tiếp, Ngô Đình Diệm sang Mỹ, phần lớn lưu trú tại các trường dòng Lakewood ở New Jersey và trường dòng Ossining ở New York. Ông dùng đủ mọi cách để tranh thủ sự ủng hộ của chính quyền Eisenhower, nhưng cũng không thành công vì Mỹ đang bận tham chiến tại Triều Tiên và họ cũng không muốn làm mất lòng người Pháp. Thời gian này, chiến tranh Pháp và Việt Minh vẫn chưa ngã ngũ, thế nên việc ủng hộ Diệm đối với Mỹ lại càng không cần thiết. Thế nhưng, một bước ngoặt đã diễn ra khi Ngô Đình Diệm gặp Hồng Y. Spellman. Người này đồng ý làm trung gian để ông có cơ hội diện kiến với những nhân vật quan trọng trong chính quyền Hoa Kỳ. Qua trung gian của Hồng Y. Spellman, ông Diệm đã gặp gỡ và tranh thủ được tình cảm của dân biểu Walter Ruth, thượng nghị sĩ Mike Mansfield, nhất là thượng nghị sĩ John F. Kennedy, sau này sẽ trở thành Tổng thống Mỹ và ủng hộ Diệm mở màn cho cuộc xung đột hai miền Nam Bắc Việt Nam. Ngô Đình Diệm tìm kiếm sự hỗ trợ của những cử tri Mỹ cho những kế hoạch chính trị của ông, cũng như thu hút những người Mỹ tin vào phát triển hiện đại hóa và khả năng biến đổi Việt Nam dựa trên nền tảng công nghệ Mỹ. Cũng nhờ sự giới thiệu của Spellman và một vài nhân vật cấp cao của CIA, Ngô Đình Diệm vào ẩn ở các chủng viện lớn như Marie Claude, Lakewood, rồi vào trường Đại học Michigan tham gia một số khóa học. Nhà sử học John Coney đã viết rằng, tuy rằng không có mấy người biết điều này, nhưng Hồng Y. Spellman đã đóng một vai trò rất quan trọng trong việc tạo nên sự nghiệp chính trị của một người đã ở trong một trường dòng ở New York trước đây, vừa trở thành thủ tướng của miền Nam Việt Nam, đó là Ngô Đình Diệm. Ở Diệm, Spellman nhìn thấy những đặc điểm mà ông ta muốn có trong mọi chính khách: công giáo nồng nhiệt và chống cộng điên cuồng. Như vậy, giai đoạn đầu năm 1950, trong lúc nhân dân hai miền Nam Bắc Việt Nam đang phải hy sinh xương máu để chống thực dân Pháp trở lại xâm lược, thì những người đang và sẽ lên nắm quyền tại miền Nam sau này đều đang bận việc riêng. Bảo Đại, theo đánh giá của người Mỹ, thì ít tham gia vào công việc của chính phủ, dành nhiều thời gian cho nghỉ mát. Còn Ngô Đình Diệm thì đang đấu tranh cho tham vọng cá nhân. Thời gian ở Mỹ lâu, Ngô Đình Diệm dần được tín nhiệm và trở thành cố vấn tại Đại học Michigan. Ông và nhà chính trị học Mỹ Wesley Fitzell hợp tác soạn thảo một dự án trợ giúp kỹ thuật cho Việt Nam. Năm 1952, Fitzell viết thư gửi cơ quan an ninh hỗ tương Hoa Kỳ cho rằng Việt Nam cần sự giúp đỡ trong nhiều lĩnh vực khác nhau như khoa học cảnh sát, vấn đề ngoại thương và thậm chí nghiên cứu về việc chọn theo các thể chế dân chủ. Trong thời gian sống tại Mỹ, thỉnh thoảng ông cũng sang các nước châu Âu nên có thêm kinh nghiệm hoạt động chính trị. Tháng 5 năm 1953, theo lời mời của một số chính khách Kitô giáo lưu vong theo chủ nghĩa dân tộc có khuynh hướng chống cộng, Ngô Đình Diệm bay sang Pháp rồi sau đó qua Bỉ trú ngụ tại một tu viện lớn. Cũng trong thời gian này, người Mỹ bắt đầu để ý tới ông do những thất bại của quân Pháp trên chiến trường Việt Nam đã trở nên rõ ràng hơn. Sang đến năm 1954, việc Pháp thất bại tại Điện Biên Phủ và sự ra đời của học thuyết Domino đã mở đường cho Diệm đi đến quyền lực. Với một tinh thần chống cộng điên cuồng, đó là tất cả những gì mà người Mỹ cần ở giai đoạn này. Sau năm 1954, các quan hệ cá nhân Diệm thiết lập được trong thời gian sống lưu vong đã giúp ông giành được sự ủng hộ chính thức của Hoa Kỳ dành cho cá nhân và chính phủ của ông. Năm 1954, Ngô Đình Diệm từ Bỉ trở lại Paris sống tại nhà ông Tôn Thất Cẩn, con trai của cụ Thân Thần, phụ chính Tôn Thất Hân. Tại đây, với sự yểm trợ của Ngô Đình Luyện, Diệm bắt đầu vận động trong giới chính khách Việt sống lưu vong. Quan trọng hơn là tại cuộc họp do hội American Friends of Vietnam, một tổ chức vận động ủng hộ cho Ngô Đình Diệm đã diễn ra ở Washington DC. Ngày 11 tháng 6 năm 1956, cử tri John F. Kennedy, về sau là Tổng thống Mỹ, đã tuyên bố: nếu chúng ta không phải là cha mẹ của nước Việt Nam bé nhỏ thì chắc chắn chúng ta cũng là cha mẹ đỡ đầu của nó. Chúng ta chủ tọa việc nó ra đời, chúng ta viện trợ để nó sống, chúng ta giúp định hình tương lai của nó. Đó là con cái của chúng ta,
chúng ta không thể bỏ rơi nó, chúng ta không thể không biết tới những nhu cầu của nó. Có thể nói, thuyết phục được Kennedy là một trong nước cờ thành công nhất của Diệm. Vì đúng với mong muốn của Diệm, sau khi lên làm Tổng thống vào năm 1961, Kennedy đã trực tiếp phê chuẩn việc tăng cường viện trợ quân sự và đội ngũ cố vấn cho chính quyền Sài Gòn. Chưa kể, Kennedy còn làm đúng với mong muốn của Diệm là không để quân Mỹ can thiệp vào Việt Nam. Chính Kennedy trong một cuộc phỏng vấn đã nhận định rằng cuộc chiến của Mỹ ở miền Nam là không thể chiến thắng và rằng nên để cho người Việt tự giải quyết việc nội bộ của nhau. Nói cho cùng, đó là cuộc chiến của họ, họ là những người phải thắng hoặc thua. Sau 4 năm Hiệp định Edinburgh được ký kết, lãnh đạo các đảng phái đối lập với Việt Minh tại Việt Nam đang mất hết kiên nhẫn với Bảo Đại và chiến lược giành độc lập từng bước trong Liên hiệp Pháp của ông. Họ nhận ra rằng Pháp rất ít khi nhượng bộ chủ nghĩa dân tộc tại Việt Nam và quốc gia Việt Nam chỉ độc lập trên danh nghĩa. Đa số lãnh đạo phe quốc gia thất vọng với Thủ tướng Nguyễn Văn Tâm, nổi tiếng thân Pháp và chuyên quyền. Họ cũng nổi giận về quyết định đơn phương của Paris trong việc phá giá đồng bạc Đông Dương vào đầu tháng 5 năm 1953, vi phạm những thỏa thuận trước đó với các quốc gia thuộc Liên hiệp Pháp, đồng thời làm gia tăng lạm phát và khó khăn ở Đông Dương. Lợi dụng tình thế này, Ngô Đình Nhu khéo léo kích động sự bất mãn và gợi ý triệu tập đại hội đoàn kết các đảng phái quốc gia tại Sài Gòn vào đầu tháng 9, sau khi Bảo Đại rời Việt Nam đi Pháp. Thế nhưng, đại hội đoàn kết diễn ra ngày mùng 6 tháng 9 năm 1953, không xây dựng được liên minh nào và cũng không đưa ra được lập trường chính trị chính thức nào. Nhưng đến tháng 10 năm 1953, khi các đảng phái quốc gia lại nhóm họp, họ đã phê chuẩn quyết định bác bỏ sự tham dự của Việt Nam vào Liên hiệp Pháp và ủng hộ việc độc lập hoàn toàn. Đứng trước sự bất mãn tăng cao của các lãnh đạo đảng phái, tôn giáo, Bảo Đại đã phải thân thiện hơn với Ngô Đình Diệm và cân nhắc lại khả năng bổ nhiệm ông vào chức thủ tướng. Ngày 26 tháng 10 năm 1953, Bảo Đại gặp Ngô Đình Diệm ở Pháp để thăm dò lòng trung thành của ông với Bảo Đại và khả năng bổ nhiệm ông vào chức thủ tướng. Nhưng thời gian đã không ủng hộ ông Bảo Đại nữa rồi. Đầu năm 1954, do Pháp đang gặp khó khăn tại trận Điện Biên Phủ, Bảo Đại đã liên tục nhờ người chuyển lời với ông Diệm đang ở Hoa Kỳ, yêu cầu ông trở về nước thành lập chính phủ mới. Ông Diệm tiếp tục từ chối lời mời của Bảo Đại với lý do không tin tưởng vào người Pháp. Sau khi thất bại tại Điện Biên Phủ, Pháp đàm phán hiệp ước trao trả hoàn toàn độc lập cho Việt Nam. Ngày 16 tháng 6 năm 1954, Quốc trưởng Bảo Đại gặp Ngô Đình Diệm tại Pháp. Ông Diệm đồng ý trở về nước làm thủ tướng theo lời mời của Bảo Đại với điều kiện Bảo Đại phải đồng ý để chính phủ do ông thành lập được toàn quyền về chính trị và quân sự. Bảo Đại đồng ý với yêu cầu này. Sau đó, ông Diệm về nước và chính thức được bổ nhiệm làm thủ tướng. Ngày 7 tháng 7 năm 1954, Ngô Đình Diệm thành lập chính phủ mới với nội các gồm 18 người. Sau này Bảo Đại viết trong hồi ký của mình rằng: "Từ những gì tôi biết về ông, tôi biết rằng ông Diệm là một người khó tính. Tôi cũng biết về sự cuồng tín và xu hướng thiên về Thiên Chúa của ông. Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, không có một lựa chọn nào tốt hơn. Ông được người Mỹ biết đến và họ đánh giá cao tính không khoan nhượng của ông. Trong mắt họ, ông là người xứng đáng với chức vụ đó nhất. Và Washington sẽ không dè sẻn trong việc ủng hộ ông, bởi vì quá khứ của ông Diệm và bởi vì sự hiện diện của người em ông ở vị trí hàng đầu của phong trào công đoàn quốc gia. Ông sẽ có được sự cộng tác của những người quốc gia thế lực nhất, những người đã hạ bệ ông Tâm và ông Biểu Lộc. Cuối cùng, cũng vì tính không khoan nhượng và sự cuồng tín của mình, ông là người ta có thể trông cậy được trong việc chống lại chủ nghĩa cộng sản. Đúng, ông chính là người cần thiết cho hoàn cảnh như vậy." Vào tháng 5 năm 1954, Bảo Đại hầu như không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giao cho Ngô Đình Diệm chức thủ tướng với những điều kiện mà Ngô Đình Diệm đã đòi hỏi từ lâu. Quốc gia Việt Nam phải có toàn quyền trong mọi khía cạnh hành chính, quân sự và kinh tế. Nhưng trong thời kỳ đầu làm thủ tướng quốc gia Việt Nam, thực tế ông không có quyền lực đối với các lực lượng quân đội, cảnh sát với những người đứng đầu là Nguyễn Văn Hình và Lê Văn Viễn. Hai lực lượng này liên minh với nhau nhằm chống lại chính phủ trung ương, trong khi thủ tướng cũng không kiểm soát được bộ máy quan chức dân sự vì các viên chức Pháp đang còn nhiều, nắm giữ các vị trí then chốt. Nền tài chính vẫn do Ngân hàng Đông Dương mà phía sau là chính phủ Pháp quản lý. Thực tế trong giai đoạn đầu cầm quyền, thủ tướng ông không có nhiều quyền hành. Chính vì thế, Diệm phải thực hiện một kế hoạch để lấy lại quyền lực từ tay người Pháp. Ngô Đình Diệm muốn miền Nam Việt Nam hoàn toàn độc lập, không phụ thuộc Pháp lẫn Bảo Đại. Ông cho rằng Pháp đã thất bại trong cuộc chiến chống lại người cộng sản cũng như những người theo chủ nghĩa dân tộc tại Việt Nam. Chế độ thuộc địa đã chấm dứt và những lời hứa hẹn của Pháp về nền độc lập của Việt Nam đã bị phá vỡ. Theo ông, cơ hội duy nhất cho chính phủ quốc gia Việt Nam đứng vững được là phải thoát khỏi những ảnh hưởng còn sót lại của Pháp,
và ông quyết định phải thực hiện mục tiêu đó. Quan điểm của Ngô Đình Diệm là muốn thuyết phục được nhân dân Việt Nam là chính quyền này độc lập thì cần thiết về mặt chính trị phải tỏ ra là chống thực dân và đặc biệt là chống Pháp. Tháng 12 năm 1954, chỉ sau vài tháng nắm quyền thủ tướng, ông bãi bỏ quyền phát hành giấy bạc của Ngân hàng Đông Dương, một cơ quan do Pháp thành lập. Từ nay, giấy bạc lưu hành trên lãnh thổ miền Nam sẽ do Ngân hàng Quốc gia Việt Nam mới thành lập phát hành và Cục Hối đoái giao cho Chính phủ Quốc gia Việt Nam quản lý. Tiếp đó, ông yêu cầu Chính phủ Pháp trong vòng 5 tháng phải thực hiện chuyển giao cho Quốc gia Việt Nam mọi công tác của Quân đội Quốc gia Việt Nam, khi ấy đang nằm dưới Bộ Chỉ huy Liên hiệp Pháp. Phản ứng lại hành động của Thủ tướng Ngô Đình Diệm, Pháp đã tìm mọi cách loại bỏ để thay thế bằng một người lãnh đạo thân Pháp, thông qua một số nhân vật ngoại giao như Đại sứ Mỹ Donald Hiss tại Sài Gòn, Đại sứ Mỹ Douglas Dillon tại Paris. Pháp tìm cách thuyết phục Mỹ đồng ý loại trừ Diệm bằng cách chỉ trích ông thiếu năng lực và không có khả năng đại diện nhân dân vì không có được sự cộng tác và ủng hộ của các phe phái tại miền Nam, do đó không có khả năng thắng trong cuộc tổng tuyển cử dự tính được tổ chức năm 1956. Tại lầu mật số 1691 trên 5 ngày 15 tháng 4 năm 1955, của Bộ Quốc phòng Mỹ ghi nhận Pháp muốn giữ vai trò lịch sử lâu dài của mình tại Việt Nam và bảo vệ những đầu tư kinh tế, tài chính của Pháp tại đây. Lúc đó, Quốc trưởng Bộ Đại vẫn còn ở Pháp, Quân đội Việt Nam còn nằm trong Liên hiệp Pháp và Tổng tham mưu trưởng Quân đội tướng Nguyễn Văn Hình, con trai cựu Thủ tướng Nguyễn Văn Tâm, người nổi tiếng thân Pháp, là một sĩ quan cũ trong không quân Pháp, có vợ là người Pháp. Cảnh sát do lực lượng Bình Xuyên nắm giữ, thủ lĩnh là tướng Lê Văn Viễn. Ngay cả lực lượng an ninh văn phòng phủ Thủ tướng Ngô Đình Diệm cũng do cảnh sát Pháp gửi đến. Chính vì thế, Pháp tìm cách loại trừ Ngô Đình Diệm hoặc bằng một cuộc đảo chính, hoặc bằng cách thuyết phục Bảo Đại cách chức ông Diệm và bất hợp tác với Mỹ trong việc huấn luyện Quân đội Quốc gia Việt Nam. Pháp tổ chức một cuộc họp chính trị có sự tham dự của tướng Nguyễn Văn Hình, lãnh đạo các giáo phái, một số quan chức Pháp và đại sứ Mỹ Donald Hiss tại Sài Gòn để đề nghị mọi người đồng ý thay thế chính phủ Diệm. Tướng Nguyễn Văn Hình có tham vọng làm Thủ tướng Quốc gia Việt Nam, bắt đầu công khai chống lại Thủ tướng Diệm và còn khoe: "Tôi chỉ cần nhấc cái ống điện thoại lên là có thể dẹp được Diệm rồi." Ngô Đình Diệm đối phó bằng cách ra lệnh cho tướng Nguyễn Văn Hình đi nghỉ để nghiên cứu trong 6 tuần và phải xuất phát trong 24 giờ. Tướng Nguyễn Văn Hình bất tuân thượng lệnh. Một tuần sau, ông cho phổ biến tuyên bố về việc ông không tuân lệnh ông Diệm và một điện tín ông đã gửi thẳng cho Quốc trưởng Bảo Đại yêu cầu can thiệp. Cùng ngày, Ngô Đình Diệm tuyên bố tướng Hình nổi loạn. Tướng Hình cho xe thiết giáp bảo vệ tư dinh của mình, đồng thời phái một lực lượng bao vây Dinh Độc Lập. Trong thời gian 6 tuần tiếp theo, tình hình đi tới chỗ bê tắc. 15 bộ trưởng trong nội các Ngô Đình Diệm đồng loạt từ chức. Quân đội dưới quyền tướng Nguyễn Văn Hình cũng đã sẵn sàng chờ lệnh để tiến công. Thế nhưng, thời cơ ủng hộ Diệm khi cố vấn quân sự Mỹ là Edward Lansdale, người chịu trách nhiệm hỗ trợ chính phủ Ngô Đình Diệm, đã đàm phán với tướng Trình Minh Thế về việc sử dụng lực lượng vũ trang của ông ta để hỗ trợ cho Thủ tướng Ngô Đình Diệm và quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Sau khi Ngô Đình Nhu và Edward Lansdale còn phát hiện được âm mưu đảo chính của tướng Nguyễn Văn Hình, Edward Lansdale đã mua chuộc được các sĩ quan cấp dưới của tướng Nguyễn Văn Hình đi nghỉ mát. Thiếu những thuộc hạ cốt cán này, cuộc đảo chính đã không thể tiến hành được. Ngô Đình Diệm thành công và buộc tướng Nguyễn Văn Hình từ chức, giao quyền lại cho tướng Nguyễn Văn Vĩ. Nguyễn Văn Hình chạy đến Paris vào ngày 13 tháng 11 năm 1954 lánh nạn. Tháng 12 năm 1955, Thủ tướng Ngô Đình Diệm xóa bỏ tất cả các hiệp ước kinh tế, tài chính ký kết với Pháp trước đó, yêu cầu Pháp hủy bỏ Hiệp định Geneva và cắt đứt quan hệ ngoại giao với Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Sau đó, Ngô Đình Diệm rút đại diện của quốc gia Việt Nam ra khỏi Liên hiệp Pháp. Sau khi loại bỏ Pháp khỏi bộ máy, Thủ tướng Ngô Đình Diệm tiếp tục quay sang trực tiếp đối đầu với Quốc trưởng Bảo Đại. Ngày 1 tháng 3 năm 1955, Diệm thông qua dụ số 21 chính thức sáp nhập vùng đất Hoàng Triều Cương Thổ, một khái niệm địa lý chính trị của nhà Nguyễn để ấn định những khu vực cai trị mà người Việt không chiếm đa số vào Tây Nguyên, chấm dứt đặc quyền của người Pháp và cựu Hoàng Bảo Đại trên vùng Tây Nguyên và danh xưng cao nguyên Trung Phần được dùng lại. Ông còn tổ chức những chiến dịch tuyên truyền chống lại Quốc trưởng Bảo Đại. Quốc trưởng Bảo Đại thấy không điều khiển được Ngô Đình Diệm nên cũng tán thành theo người Pháp, gây áp lực đòi Mỹ rút lại mọi ủng hộ cho chính phủ Ngô Đình Diệm và gây sức ép buộc ông ta phải từ chức. Bảo Đại muốn đưa Nguyễn Văn Xuân lên làm thủ tướng hoặc phó thủ tướng, Nguyễn Văn Hình làm tổng tham mưu trưởng, còn tướng Bình Xuyên Bảy Viễn làm bộ trưởng Bộ Nội vụ. Thời gian này, các giáo phái lớn tại miền Nam quyết định không hoàn toàn ủng hộ bên nào. Ngày 18 tháng 10 năm 1955, Quốc trưởng Bảo Đại ra thông cáo từ văn phòng của ông ở Paris
tuyên bố cách chức Thủ tướng Quốc gia Việt Nam Ngô Đình Diệm với lý do việc dùng các biện pháp công an trị và chế độ độc tài cá nhân phải kết thúc. Tôi không thể tiếp tục để tên tuổi và quyền lực của mình vào tay một người sẽ khiến cả nước rơi vào đổ nát, đói kém và chiến tranh. Tuy nhiên, Ngô Đình Diệm đã chặn được thông điệp này khi nó không đến được với dân chúng. Ngày 4 tháng 10 năm 1955, Ủy ban Trưng cầu Dân Ý thành lập đưa ý kiến đòi chất phế quốc trưởng Bảo Đại và đưa Thủ tướng Ngô Đình Diệm lên làm Tổng thống. Khi cử tri đi đến nơi bỏ phiếu, họ thấy rằng nơi đây đã bị những người ủng hộ Ngô Đình Diệm kiểm soát. Một cử tri sau khi bỏ phiếu đã nói rằng, người chỉ đạo nói cho chúng tôi hiểu rằng ở đây chỉ có hai sự lựa chọn, hoặc là phiếu đỏ, ủng hộ Ngô Đình Diệm sẽ được bỏ vào hòm phiếu, hoặc phiếu xanh sẽ bị loại đi. Trước sức ép của Diệm, Bảo Đại phải sống lưu vong ở Pháp do không còn nắm hệ thống kinh tế thu lợi cho bản thân như trước. Nhiều cơ sở kinh doanh ở Việt Nam đã bị Ngô Đình Diệm tịch thu, bị cơ quan thuế để mắt tới, không còn tiền tài trợ của chính phủ Pháp, ông phải bán dần tài sản của mình. Khoảng thập niên 1960, gia sản khổng lồ của Bảo Đại đã lần lượt hao hụt. Nhiều lâu đài trắng lệ, máy bay đắt tiền, xe hơi sang trọng lần lượt phải sang tên người khác và bán thế chấp để trả số nợ khổng lồ. Bảo Đại chỉ còn được nhận số tiền trợ cấp ít ỏi của chính phủ Tổng thống Pháp với 8.000 franc một tháng. Thời gian này, Ngô Đình Diệm nhận được sự ủng hộ đắc lực từ phía Mỹ. Phía Mỹ cho rằng Hiệp định Geneva vào năm 1954 là một tai họa đối với thế giới tự do vì nó trao cho Trung Hoa Cộng sản và Việt Nam Dân chủ Cộng hòa căn cứ để khai thác tại Đông Nam Á. Mỹ muốn ngăn chặn điều này bằng cách ký kết Hiệp ước CITO ngày 8 tháng 9 năm 1950 và mong muốn biến miền Nam Việt Nam thành một pháo đài chống cộng. Để làm được điều này, Mỹ cần sự ủng hộ của quốc gia Việt Nam. Kế hoạch của Mỹ là viện trợ cho chính phủ Ngô Đình Diệm để giúp miền Nam Việt Nam hoàn toàn độc lập với Pháp. Chỉ khi Pháp rời đi thì chính quyền miền Nam mới có thể lôi kéo những người dân tộc chủ nghĩa rời xa Việt Minh và ủng hộ quốc gia Việt Nam, do người Việt lúc này đã rất căm ghét thực dân Pháp. Do đó, Mỹ đứng sau thúc đẩy Ngô Đình Diệm thành lập một chính quyền đoàn kết quốc gia, đại diện cho những xu hướng chính trị chính tại Việt Nam, ổn định miền Nam Việt Nam, bầu ra quốc hội, soạn thảo hiến pháp, rồi sau đó phế truất quốc trưởng Bảo Đại một cách hợp pháp. Cuối cùng, do Ngô Đình Diệm là một người quốc gia không có liên hệ gì trong quá khứ với Việt Minh và Pháp, do đó miền Nam Việt Nam sẽ trở nên chống cộng mạnh mẽ. Tuy nhiên, phía Pháp không đồng ý. Sau những cuộc tiếp xúc với các lãnh đạo Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, một số chính trị gia Pháp cho rằng quốc gia Việt Nam đã suy yếu và biện pháp duy nhất có thể cứu vãn tình thế là hợp tác với Việt Minh và lôi kéo họ khỏi sự ràng buộc với khối cộng sản, với hy vọng tạo ra một Việt Minh theo kiểu Tito có thể cộng tác với Pháp và thậm chí có khả năng tham gia khối liên hiệp Pháp. Điều này làm Mỹ lo sợ. Ngày 23 tháng 10 năm 1954, Tổng thống Hoa Kỳ Eisenhower gửi công hàm chính thức cho Thủ tướng Ngô Đình Diệm cho biết từ đây, chính phủ quốc gia Việt Nam sẽ nhận viện trợ trực tiếp của chính phủ Hoa Kỳ chứ không qua nhà đương cục Pháp như trước. Thuận lợi thâu tóm quyền lực đã mở đường cho Diệm dựng nên một chế độ mới mang tên Việt Nam Cộng Hòa. Năm 1954, tại Điện Biên Phủ, quân Pháp đầu hàng. Theo quy định của Hiệp định Geneva, Việt Nam được tạm thời chia cắt thành hai vùng tập kết quân sự và một cuộc tổng tuyển cử tự do trên toàn quốc sẽ được tổ chức trong vòng 2 năm để thống nhất đất nước. Phần lớn lực lượng của Việt Minh được tập trung về phía Bắc vĩ tuyến 17, quân đội thực dân Pháp và đồng minh, quân đội quốc gia Việt Nam tập trung về phía Nam vĩ tuyến 17. Các nhà lãnh đạo Việt Minh tin rằng với sự ủng hộ của đa số dân chúng, họ chắc chắn sẽ giành thắng lợi trong cuộc tổng tuyển cử. Tuy nhiên, Ngô Đình Diệm dựa vào sự ủng hộ của Hoa Kỳ thông qua chính sách Truman đã đè bẹp lực lượng dân chủ đối lập, kẻ thù cá nhân cũng như các nhân vật tình nghi ủng hộ cộng sản tại miền Nam và tuyên bố thành lập nước Việt Nam Cộng hòa, từ chối tiến hành tổng tuyển cử. Là một người chuyên quyền, Ngô Đình Diệm không chấp nhận tổng tuyển cử vì ông biết rằng mình sẽ thua. Không ai có thể thắng cử trước Hồ Chí Minh vì ông là một George Washington của Việt Nam. Báo cáo của CIA gửi Tổng thống Mỹ Eisenhower cũng cho rằng khoảng 80% dân số Việt Nam sẽ bầu cho Hồ Chí Minh nếu mở cuộc tổng tuyển cử. Do vậy, Hoa Kỳ đã hậu thuẫn cho Ngô Đình Diệm thành lập một chính thể riêng biệt ở phía Nam vĩ tuyến 17 để không thực hiện tổng tuyển cử thống nhất Việt Nam. Cuộc tổng tuyển cử tự do cho việc thống nhất Việt Nam vì vậy đã không bao giờ được tổ chức. Năm 1956, Ngoại trưởng Alan Dulles đệ trình lên Tổng thống Mỹ Eisenhower báo cáo tiên đoán nếu bầu cử diễn ra thì thắng lợi của Hồ Chí Minh sẽ như nước triều dâng không thể cản nổi. Trong tình thế này, Ngô Đình Diệm chỉ có một lối thoát là tuyên bố không thi hành Hiệp định Geneva. Được Mỹ khuyến khích, Ngô Đình Diệm kiên quyết từ chối tuyển cử.
Mỹ muốn có một chính phủ chống cộng tồn tại ở miền Nam Việt Nam, bất kể chính phủ đó có tôn trọng nền dân chủ hay không. Đứng trước tình thế này, chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tuyên bố sẽ xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, tiếp tục đấu tranh để thống nhất đất nước bằng tổng tuyển cử, theo định Geneva. Một phần lực lượng Việt Minh tại miền Nam lui vào hoạt động bí mật và sau này đã tuyên bố thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam vào năm 1960. Trong các tài liệu, sách báo của Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa, họ được gọi là Việt Cộng. Như vậy, sau hàng năm trời chiến tranh chống thực dân, người Việt lại phải đứng trước một khó khăn mới. Khi đất nước không được thống nhất, còn tại miền Nam, một thế lực mới đã trỗi dậy mang tên Việt Nam Cộng Hòa và đứng sau nó là cả một đế quốc khủng mạnh nhất thế giới thời bấy giờ. Những khó khăn đó đã kéo dân tộc Việt Nam vào một cuộc chiến mới, một cuộc chiến có sức ảnh hưởng lớn nhất lịch sử hiện đại, chiến tranh Việt Nam. Và những tưởng rằng Diệm đã có tất cả những gì ông muốn, một quyền lực tuyệt đối tại miền Nam, cùng một sự hậu thuẫn to lớn từ người Mỹ. Thế rồi vào năm 1963, người đứng đầu chế độ Sài Gòn Ngô Đình Diệm đã bị ám sát trong một cuộc đảo chính đẫm máu. 3 tuần sau đó, cách xa gần 10 vạn dặm, ngày 22 tháng 11 năm 1963, Tổng thống John Kennedy, người ủng hộ ông Diệm, cũng đã bị ám sát tại thành phố Dallas, tiểu bang Texas lúc 12:30 khi đang thăm viếng tiểu bang này. Năm 1963, những sự kiện chính trị lớn liên tiếp diễn ra. Những bất ngờ này nối tiếp những bất ngờ khác. Rốt cuộc nguyên nhân nào đã khiến Diệm bị đá văng khỏi vũ đài chính trị tại miền Nam? Việt Nam Cộng Hòa sẽ ra sao khi rơi vào tình thế rắn bắt đầu? Những diễn biến xoay quanh nhân vật nổi tiếng một thời tại miền Nam sẽ tiếp tục được làm rõ trong video tiếp theo.